đâu. Rồi chết luôn rồi, hết hết bài luôn rồi. Nhanh nhanh. Xin kính chào ông bà cô chú và các anh chị đang xem kênh Song Hỷ Vlog nha. Cả nhà ơi, hiện tại thì Song Hỷ đang có mặt tại Tà Ngáo, thuộc địa phận ở tỉnh Biên. Hôm nay thì Song Hỷ cũng muốn chia sẻ đến bà con cô bác là đến chuẩn bị tới ngày là ngày Tết cổ truyền của đồng bào người Khmer, đó là Tết Chô Năm Hơ Mây. Thì hôm nay thì Song Hỷ là đến trước một ngày, là hôm nay cũng giống như là ngày ở Tết cổ truyền ở Việt Nam á, là ngày giao thừa. Thì cái khâu chuẩn bị của bà con là chuẩn bị mừng ăn Tết cổ truyền thì nó như thế nào, thì giờ Song Hỷ cũng muốn mời cả nhà cùng với Song Hỷ cùng trải nghiệm. Hồi năm ngoái thì Song Hỷ di chuyển xa, không có ăn Tết cùng với bà con. Riêng năm nay thì Song Hỷ cũng đến đây, chùa này gọi là chùa Tà Ngáo nha cả nhà. Thì đi từ đường Tà Ngáo, từ quốc lộ mà 55A của nhà vườn của Song Hỷ thì đi vào trong này, thì gọi là đường Tà Ngáo. Và ở đây có một cái phiên chợ, đó là chợ chợ bò hay gì á, mà như hôm dạo này không biết là có hoạt động nữa hay không thì Song Hỷ cũng không biết. Giờ là đang làm lễ hay sao cả nhà. Đây là Song Hỷ ở chùa này gọi là chùa Tà Ngáo. Song Hỷ thấy có các cô gái mặc những bộ trang phục truyền thống đang cầu nguyện gì đó trên ở một cái chết dân nè căn xa xa lá. Đây là những cô gái vậy nha. Chị cho em hỏi là đang làm gì vậy chị? Ta đang lễ Chô Năm Mây á. Chô Năm Hơ Mây hả? Trước khi làm lễ này là cái mình gọi là cái gì chị? Ngọn đuốc hả? Cái cờ là làm cờ, làm lễ tại cái cờ này. Dạ. Cảm ơn nhé. Trước khi mà Tết lễ cổ truyền thì ở đây sẽ các cô gái ăn mặc rất là đẹp, trang điểm bằng những bộ truyền thống là để mà làm lễ trên cái cột cờ này. Kêu chạy à? Dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
làm gì nha? Ở những cái buổi lễ của người Khmer á quý vị, thì thường mở nhạc rất lớn và luôn liên tục cũng vậy, có nhạc thì vậy cũng ai hên xui cho coi có bị bản quyền hay không thôi. Không biết là có bị hay không thì rất là hên xui. Tại vì hôm nay là nhà của Song Hỷ cũng như ra hát đó cả nhà, nên là khi mà đến chùa là đã trễ rồi, mọi người cũng làm lễ xong hết rồi. Nên là Song Hỷ cũng cố gắng hết sức để mà chia sẻ nhiều cái nét văn hóa ở quê mình nhiều hơn. Tùy duyên đi. Đây là những cô gái rất là dễ thương. Đây những bạn đi ăn Tết. Đây là trái hút nốt nè cả nhà. Trái hút nốt thì sẽ có những cái ống như thế này là để đựng mật hút nốt khi mà bà con nông dân đi trèo lên cái cây hút nốt để mà lấy thu hoạch mật hút nốt để mà làm đường, hoặc là lấy mật hút nốt để mà làm nước hút nốt uống, thì sẽ đựng vào trong những cái gánh này nè. Cái gánh này là cũng đặc trưng của bà con. Đây là cái gánh truyền thống ngày xưa khi mà bà con Khmer lấy nước hút nốt rồi gánh ra ngoài ngoài chợ á, ngoài thành phố bán. Thì cái gánh mà gánh này đúng rồi. Có một cái bằng cái vỏ thúc nốt đậy đây nữa. Thì nó uống thì đổ ra. Cái này là bằng ống tre hả anh? Ống tre. Ống tre. Nhưng sau này bất tiện quá thì bà con mới lấy đổ thẳng vô chai luôn. Với lại nặng quá đúng mình vận chuyển rất là khó, nên là mình sử dụng, bây giờ mình sử dụng bằng cái những cái ống mà bằng chai nước suối á, nó sẽ rẻ, nó sẽ ngọt hơn và nó nhẹ hơn rất là nhiều, mà nó cũng tiện lợi cho bà con nữa. Đây các bạn gái thì hôm nay đi chùa rất là đẹp luôn. Sao Mỹ thì xin chụp hình xíu, xong tắm xong ấy. Ôi, cho em xin chung chụp hình chung với mọi người cái nha. Rồi mọi người vô đi ạ. Rồi nha, nhìn đây nha. Rồi, 1, 2, 3. Ok. Ok, cảm ơn. Cảm ơn nhiều nha. Ok. Đây là em Vũ nè. Lên nha. Ok, cảm ơn. Ok. Cool. Phải mà có một bộ truyền thống như vậy không phải cũng rất là thích luôn. Cho chị hỏi thăm xíu là mấy em là cũng ở gần khu vực này luôn hả? Mấy em biết tiếng Việt không? Đúng hả? Chị hỏi em thăm em nha, là em ở gần khu vực này hả? Dạ. Hôm nay em đến đây là để em làm lễ, là làm lễ truyền thống, em có thể kể sơ qua giùm chị được không? Ngày hôm nay là em đến chùa để làm gì không? Làm đừng mắc cỡ mà, đừng mắc cỡ. Dạ, mấy cái này em cũng không biết cỡ. Hôm nay thì em đến đây là để mình làm lễ hả? Dạ. Làm lễ là từ sớm giờ, thì tại vì chị cũng đến trễ á, chị cũng không biết là mấy em làm gì, em múa hay là em như thế nào? Dạ, múa cũng đều mà tùy người muốn múa thì múa. Là tùy người muốn múa thì múa. Dạ. Còn mấy bạn kia là đi đâu hết rồi? Dạ. Đi về hả? Vậy là mình mặc đồ này là để đi chơi hay là để đi múa? Đi chơi lễ hay đi múa? Để chơi lễ. Rồi sẵn là múa luôn. Đúng rồi. Hôm nay là giao thừa phải không? Dạ. Giao thừa có gì đặc trưng không? Từ đây tới tối. Có. Chảy sơ sơ cho nghe được không? Có này, ngày giao thừa thì mình làm những gì em? Dạ, chơi nước, bắn nước này kia. Tới nước rồi đó. Tới nước hả? Dạ. Wow, vậy là nếu mà tối nay thì tầm mấy giờ là mình mới tới nước em? Tối thì chơi đến phấn. Ném phấn? Dạ. Ném phấn là tối nay. Em có biết mấy giờ không? Khoảng mấy giờ không? 7 giờ mấy? 7 giờ mấy? 7 giờ ném phấn. Sáng mai 9 giờ mới tới nước mà. Cỡ 12 giờ 1 giờ. 12 giờ 1 giờ mới là tới nước. Rồi cảm ơn em nha, xinh quá. Cảm ơn em nhiều nha. Rồi bé xinh quá. Bây giờ chắc là tí xíu nữa Song Hỷ sẽ chia sẻ tiếp cho cả nhà nha. Ôi chắc bé rồi. Ngồi chưa? Chưa ném phấn mà chưa gì chứ, mà hồi chưa tới giờ nó là đen hồi lụa sạch trắng giờ hết trơn rồi. Ủa sao mà chưa tới giờ ném phấn mà sao mà mấy mặt mấy con trắng giờ hết rồi? Không biết đi tụ mấy con chơi nhau rồi mấy bạn kia chạy phấn vô mặt không? Đang ngồi chơi đánh bài cái mấy bạn kia lại lấy phấn chay đầy mặt hết trơn. Đúng không? Ôi,
thấy cưng không? Thời buổi giờ cả nhà thấy tuổi hơi dữ dội không? Con chơi sao đâu, cho cô coi thử coi. Chơi sao đâu? Đó, đập hình đập. Tuổi hơi dữ dội nha. Đập gì sao biết thắng? Khi nào mà úp ra có không? Đặt vô. Đó. Coi đặt đi. Sùm. Sùm. Cái này tuổi thơ dữ dội của Song Hỷ lúc chơi Pokemon đó. Cái này cũng còn Pokemon nè, nhưng mà phiên bản đặc biệt. Wow. Không có tặng hả? Thấy tặng. Tại vì cái này nó đã công sẵn rồi, mình chỉ cần đặt cái nhẹ cái là mình thôi. Mình gom hết. Trời dễ cưng quá à. Ôi, đó là hua đó. Cái đó là hua đó. Đó. Cái này phải có bí quyết đúng không? Đây. Đây là thách đánh bài đây. Ê, con đâu? Yo. Ra chậm mày. Vui. Pi. Bay. Ô. Ghê ta. Mui. Pi. Ôi, mấy bộ trang phục đẹp quá. Không hay. Bắt đầu. Rồi chết luôn rồi, hết bài luôn rồi. Nhanh dai. 1 2 3. Ôi. Rồi, bạn này gom hết nữa rồi nè nha. Ôi. Đây là cũng là một cái tuổi hơi dữ dội nha cả nhà. Trời. Ít ai mà ít mấy bé nhỏ mà chơi những cái trò truyền thống này nữa. Ôi. Một phát ăn ngay. Ghê ta. Không trượt phát nào luôn. Bây giờ mình sẽ di chuyển tiếp tục nha. Cảm ơn các con nha. Cảm ơn con nha. Bye. Chàng ơi, đang có gì vậy, nhạc như vậy rồi không biết tình hình là cái video của mình nó có như thế nào ta. À, các bạn này đang chơi tô tượng. Tuổi hơi của ai có chơi tô tượng không? Chào cô, tô tượng hả con? Ôi trời ơi, làm nhỏ hết hồn. Ôi bây giờ là tô tượng là mỗi người là được cái này hả? Cái hồi cô chơi là phải người ta pha cái bột vẽ ra thành cái chai xong mình tự nặng á. Trời ơi, đang tô gấu hồng nữa. Mấy bé này xinh cực kỳ luôn cả nhà. Quá xinh. Rồi con tô được lâu chưa mà mới có nhiêu vậy, mới có nửa người vậy? Mới tô. Con mới tô rồi hả? Vậy tô tiếp đi. Thôi đây cả nhà ơi, đại phước hàng, xe mía nhà có Song Hỷ nha cả nhà ơi. Trời ơi, đi tới đâu mà gặp xe nước mía của mình là thấy là uy tín liền rồi. Ở nhà có mua xe nước mía nhớ là ghé ủng hộ cửa hàng của nhà Song Hỷ nha. 4345 Nguyễn Nhân Hội, phường Châu Phú B nha cả nhà. Đó. Đây là cái quầy bán của chị. Rất là nhiều món nha. Ừ, bên đây nữa nè, bên đây cô bán bún mà sao có lập xương heo, xương bò nữa. Còn hàng ngàn quá không? Wow. Bán cháo cá hả cô? Cô bán cháo cá rồi thêm kèm thêm cái tung lò mò rồi, hết nào rồi. Tung lò mò với lập xương bò. Nè gỡ này ra nè, tao quay nè. Trời ơi, đây uy tín chưa? Bỏ miếng xuống. Giờ này hết rồi. Hết xe bụi rồi, giờ này bắt đầu bán rồi. Giờ đây là gì chuẩn bị rồi, cô ơi, hốc bạc cô ơi. Thơm quá. Giờ này bắt đầu chuẩn bị ăn rồi, đang múa nè. Ôi, anh này mua cô mực này bao nhiêu một con vậy anh? Ba con 10 ngàn. Ba con 10 ngàn. Em dễ thương quá à, mini. Cái con này dễ thương quá à. Cảm ơn cô nha, cảm ơn anh. Giờ mình đi tham quan sau lưng chùa để sẵn mình lé nhạc đó xong ấy. Mình đi bên trong này hả? Trong này hình như là... Ôi trời ơi, có mấy bạn chó nhìn mình ghê quá. Hôm nay lại chụp hình mình biết là chỗ nào đẹp. Đây là có những cái ngôi mộ bằng tháp.
những cái tháp này thì một là những cái tháp cao nhất thì cả nhà có thể là biết được là những cái tháp cổ sư trong chùa. Còn những cái tháp là nhỏ nhỏ phía rìa này á thì có thể là tháp của các những người Phật tử hoặc là những người ở ngoài, cũng có thể là trong ở trong cái đất chùa này vẫn được nha cả nhà. Đây cây hút nốt cái thứ này đẹp. Cây hút nốt rồi cây vú sữa nữa. Bên kia có các bạn đang bắt cá đó kìa anh Caramel. Trời ơi mẫu đầm mà đi bắt cá chạy cá đó kìa. Trời ơi dễ thương ha. Thôi kìa. Tuổi hơi dữ dội không? Không biết cái hồ này có cá không chứ thấy mà thấy căng thẳng quá. Mẫu đầm bắt cá. Con ơi, nãy giờ có cá không? Có cá không? Nhiều không? Nhiều hả? Giờ mình đi qua đó đi xem ấy. Con qua bển coi nha. Ôi, đi, đi câu cá không? Có cá nhiều lắm kìa. Cô ừ? Ủa sao sao mà con cái mặt con trắng tươi vậy? Ủa sao bà ta sao á? Bà ta sao con, là gì? Sao mà nó trắng tươi vậy? Ôi cái cây này ghim ghê quá chị á. Cá nhiều không? Bự dư lắm á. Bự dư dư. Nhưng mà sao mà con gái mà áo đầm mà đi chạy cá vậy? Có được con nào không? Đánh bạn. Ôi thôi 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 đừng đánh nhau, đừng đánh nhau. Có gì đâu. Trời ơi. Cho là siêu luôn á. Ôi là trời, cái này có mọc đi lông cái gì vậy? Tại nó bị khùng. Con lưới. Tụi con có biết bơi không? Con đi ra ngoài đó vậy. À, trời à, kiến lửa căng, kiến lửa. Anh đang mặc cái đông tàu anh. Ê, kiến lửa đi ra ngoài. Trời ơi. Kiến lửa căng. Trời ơi. Mà lợi cho ăn ai tin con. Đây cho em này em bắt được. À, trời ơi đầy đầu cố chân rồi con ơi. Trời ơi con. Cái phấn. À, cái phấn đó hả? Phấn em bé. Kìa cái mình anh Caramel nó nhiều. Con chê vô bạn thử sao à vậy hả? Trời ơi anh. Con khôi, Làm lại. Con khôi. Không cái này không có không có hôi đâu. Cái này của sức em bé. Anh Caramel cái mình của anh dữ lắm luôn á, ở phía sau nhiều lắm. Sao vui. Đi vô nè ông ơi. Nguy hiểm quá, con có biết bơi không? Con có biết con có coi YouTube không? YouTube không? Không. Không rồi sao mà về chỉ được. Khi nào coi mới chỉ được chứ. Trời ơi. Rồi tự nhiên cửa. Tiếp tục vô trong mình chia sẻ. Chú chúc mình chùa tình nhé. Chú chúc đây đây. Hello. Hello. What's your name? Thank you. Boba Fett. Ôi trời ơi, chơi tàn nhẫn. Em ăn kia đem ơi. Trời ơi. Vậy là đẹp dữ chưa? Vừa đẹp mà vừa thơm nữa. Trời ơi, dột xe luôn. Anh hết con này. Đây rồi. Là chơi cái này xong rồi nhà nhà ai cũng đẹp, ai cũng thơm hết. Ai cũng thơm, ai cũng đẹp. Đầu năm nhà cũng thơm hết đúng không? Cái này là sang rồi nè, chứ người ta sử dụng là bột mì. Bột mì thôi, còn mấy bé này sang hơn là mua thắng em bé. Sạch. Ừ, những cái bé mà người Khmer thì có một cái làn da rất là rám nắng. Ừ, ai chơi vậy? Hả? Ai chơi vậy? Ai chơi là gì? Không biết tiếng Khmer, ập cun. Ồ, ập cun là ập cun đi chơi đó. Ập cun. Ập cun. Xuân đi khắp. Xuân đi khắp là xin chào đúng không? Lọ cho. Là gì? Là thằng khùng với thằng không là ập lơ. Ập lơ. Ập lơ. Ập lơ. Ập lơ. Ok. Bye bye. Bye. Đi vòng vòng cho nó mát. Đi hết đi chơi.
bỏ cây xuống. Sao mà chùa mở đèn, chùa chưa mở đèn anh ơi. Hello, good idea. Thông thường mấy bạn này thì sợ mấy bạn, nhưng hôm nay mấy bạn quá vui rồi. Chị trời, đây là những thành viên của chùa Khmer đừng dễ rất là nhiều. Yeah, đây là những họa tiết và những cái những cái họa tiết rất là đẹp. Rồi, hay là những họa tiết vẽ trên những cái bức tường đó cả nhà, và sẽ được các con Mạnh Thường Quân hoặc là những cái Phật tử sẽ cúng dường những cái bức tranh của mình, sẽ có để tên những người Phật tử mà cúng những bức tranh đó. Đây, bên kia đẹp hơn. Cái nào đẹp hơn con? Rồi, hồi qua kia bên nha. Kia là có gốc bồ đề. Đây là Phật Thích Ca đúng không ạ? Phật Thích Ca ngồi giữa gốc cây bồ đề. Và tối nay thì đêm giao thừa tối nay thì sẽ bắt đầu từ 9 giờ 10 giờ gì đó, thì tầm 10 giờ hay gì đó là giao thừa, thì sẽ có những cái nhạc ngũ âm này. Mới có đánh nhạc ngũ âm không? Không, em biết. Rồi, không? Em chị biết là đánh cái trống rồi. Trời, có thử rồi. Nhưng mà sao người ta không cho mình quậy á? Cháu có lần hả? Người ta không cho mang dép đây hả? Tại vì đây là đang quét dọn để mà tối nay là sẽ là ngồi nghe nhạc. Ôi, nhưng mà cho cô hỏi là bên phía bên đó là cái gì vậy con? Cái đó là người ta đẩy là con ma. Người ta đẩy con ma hả? Không, đại cái xác người ta cho đó. Bên kia là để những giống gọi là cái hòm đúng không? Dạ. Ma. Ma đâu mà ma? Con có nghe cái chuẩn bị gì hả? Cái là để cái kho để hòm. Tại vì khi mà những người Khmer trong này mất đi á, thì sẽ làm hiêu bằng củi và xong sẽ hiêu. Sao người ta lấy xương ra người ta củi lá? Chắc mình di chuyển qua điểm khác đi để cho các cô ở đây dọn dẹp. Chứ mà kéo quần quá đông. Mình là zombie à? Hôm nay là một chuyến đi ngang bắt đầu. Cứ nghĩ là mình đi trễ là sẽ không có gì hay. Nhưng mà khi mà đi vào trễ cũng có cái hay của nó, mỗi cái riêng đặc trưng riêng. Quan trọng là có những đồng đội nè, đồng đội dễ thương nè. Rất là đồng. Đẹp quá, ở đây vẽ rất là đẹp luôn. Mấy con biết hát không? Không. Biết hát ở đâu, đứng hát cho chú Cang bản ơi. Trời ơi. Chưa tới giờ mà sao mà hãy phấn tùm lum vậy? Chú cũng hát bài này cho. Hát đâu? Bánh mì nó giòn. Sao hát ơi? Trời ơi. Trời ơi. Ôi. Trời ơi. Trong chơi mai á. Ôi. Rồi, hành con tôm chiên bột luôn rồi. Hành con tôm chiên bột luôn rồi. Đừng. Không được, đừng giỡn với con rồi. Giỡn con cũng đi qua. Không được. Thư mái con. Con chơi với bạn thôi.
Trời ơi. Ôi. Mấy bé ở đây ở gần sớm á, thường những ngày mà lễ thường tụ ở đây rất là đông để mà chơi những cái trò chơi đó, là dễ thương luôn, ấu hơi dữ dội của các bé. Mà công nhận là mình chỉ mới ở đây thôi, có mấy bé thôi mình cảm giác nó hơi bất ổn hơi đó. Nếu ở Thái Lan nó thì không biết ở nào, vừa bắn nước vừa quăng bột luôn quý vị. Thì ở Thái Lan thì cái hội hôm nay ngày lễ rất là lớn, sẽ cầm súng nước và bắn với nhau nữa. Ngày mai ở đây cũng có, nhưng không biết sẽ lớn như bằng Thái Lan hay không. Em nghĩ chắc mỗi nơi đều có một cái nét vui riêng á. Ở đây thì bà con đây thì tụ họp về đây thì cũng có những cái trò chơi trò chơi giống như là té nước nè, hoặc là phắn nè, bay thôi. Hôm nay rất là vui luôn cả nhà. Nhưng mà tối nay mình có ở lại để mà mình có thể ăn vô hộp mình caramel để mình xem coi thế nào. Tình hình thấy bất ổn quá. Ôi ơi. Thông thường thì các bé rất là sợ máy quay, thì hôm nay chắc ăn Tết vui quá hay sao? Tết vui. Quá đông. Hôm nay quay hơi có những cái khúc mà nó rối quá, quý vị thông cảm là tại các bé năng động quá. Quan trọng là vui nha cả nhà, quan trọng là hòa chung không khí Tết của bà con người Khmer. Không phải là hôm bữa 11 tây heo mà được ăn Tết của đồng bào Chăm, hôm nay là ngày 13 thì cũng ăn là ăn Tết cổ truyền của người Khmer. Cho năm Khơ Mây, cho năm Khơ Mây đúng không? Dạ đúng rồi. Chơi cho năm Khơ Mây. Cho năm Khơ Mây. Trời ơi có cái tấm hình nữa nè. Thành con hả? Ai vậy ta giữ luôn. Trời ơi. Trời. Giống như ông Bụt chứ. Xong hãy là định quay tiếp tục, nhưng mà do là nhạc lớn quá với lại các bé năng động quá nên là trong cái thời gian này xong hãy không chia sẻ được. Nếu mà đủ duyên á thì xong hãy sẽ ở lại đến cùng đón giao thừa với bà con, mà không biết là mình có chờ đợi tới lúc mà 10 giờ hay không. Xong hãy cũng muốn là chia sẻ về cái mùng một Tết của bà nhưng con. Nhưng mà ở đây thường là giận nhạc lớn lắm, có thể mình ở lại cũng không thể chia sẻ được. Vì không vậy có thể sao? Là mình sẽ ở lại đi. Nếu mà quay được thì mình chia sẻ. Còn không được thì chắc là video này xong thầy cũng xin phép chia sẻ chút ít về cái trước cái ngày mà mùng 1 Tết. Đó gọi là ngày giao thừa. Thì cái không khí của bà con ở đây thì cả nhà thấy là thì các sớm thì các bé là nhiều nhất là tập trung ở đây. Chiều thì bà con thì cũng làm lễ rồi. Làm lễ rồi cầu nguyện rồi. Tối nay là nhạc ngũ âm. Mà nhạc thì nó lại dính với bản quyền nữa. Nên là chắc là xong thầy cũng xin phép tùy duyên, nếu mà quay được thì xong thầy sẽ cố gắng hết sức, còn nếu mà không được thì chắc là không quay được, chia sẻ đến ba cô chú rồi.
Song Hỷ cũng cảm ơn bà cô chú đã luôn đồng hành với Song Hỷ để Song Hỷ có thể chia sẻ nhiều hơn về cái văn hóa địa phương của mình. Nếu mà ngày mai có đủ thời gian, Song Hỷ sẽ vào đây để mà chia sẻ cái mùng 1 Tết của bà con thì sẽ làm những gì, đi đâu và có những cái lễ hội gì, tập tục gì, phong tục gì ở của bà đồng bào Khmer nha cả nhà. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị. Bye bye. Xin chào cả nhà, hiện tại thì Song Hỷ đang có những cái mặt sản quê nhà của Song Hỷ. Ông bà cô chú nào có mua những cái sản phẩm này thì ủng hộ cho Song Hỷ nha. Đây là đường mặt hút nốt nguyên chất 100%. Và xứ sở của quê hương của Song Hỷ là đó là cây hút nốt. Và cây hút nốt này là ở phía sau lưng của Song Hỷ nè. Và đây cũng là một trong những đặc sản ở quê Song Hỷ. Từ cái cây này thì mình lấy mặt ra thì mình làm được cái đường hút nốt như thế này. Đường hút nốt này thì có giá là 60.000 cho một hộp 500g. Và cái màu của nó là màu hoa, màu cánh gián nha cả nhà, rất là đẹp luôn. Đây. Ngoài ra là sản phẩm mà kế tiếp của Song Hỷ muốn gửi đến ông bà cô chú đó là đũa hút nốt nha. Đũa hút nốt này thì một hộp 10 đôi có giá là 120.000. Cây này thì chất lượng cây từ 50 năm đến 100 năm. Và ngoài này những cái sản phẩm mà đặc sản của hút nốt thì Song Hỷ có những đặc sản như là khăn giặt thủ công của đồng bào Chăm 150.000. Mắm cá linh, cá sặc, cá chốt, mắm chèn, mắm thái, mắm lóc, rồi nước mắm cá linh của khu vườn của chị Phan Diễm, chậm chéo kênh Hải Sao TV. Ông bà cô chú có thể là liên hệ cho Song Hỷ số điện thoại Zalo, Viber là 0344226262 nha. Ngoài ra là có YouTube nè, fanpage là Song Hỷ Vlog. Cả nhà có thể ủng hộ cho Song Hỷ nha.